Quy mô rộng lớn, các trang trại trong hệ thống chăn nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm Tuyên Quang, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Phước, cầy, rúi và các loài động vật hoang dã khác là những loài động vật độc lạ, ít người chăn nuôi, thị trường tiêu thụ rộng lớn, không có đối thủ cạnh tranh. Trải qua nhiều năm chăn nuôi và liên tục mở rộng trang trại, nguồn lợi thu về từ các loài này là vô cùng lớn. Chắc hẳn lợi thế của nghề kinh doanh này rất nhiều và vượt trội hơn các loài vật thông thường khác. Để biết những điểm mạnh, lợi thế của nghề chăn nuôi này thì anh Mạnh, chủ trang trại chăn nuôi sẽ chia sẻ cho quý bà con biết tại sao anh lại có được chuỗi trang trại chăn nuôi rúi quy mô như vậy. Bà con có thể tham khảo và học hỏi để áp dụng phần nào vào trang trại nhà mình. Xin chào bà con trên toàn quốc. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Mạnh. Như bà con đã biết ở các video trước thì tôi là chủ của trang trại nuôi con động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam, đó là Tuyên Quang, Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai và Bình Phước. Hôm nay tôi rất vui là được kênh đến thăm trang trại của tôi, có địa chỉ tại Trảng Bom, Đồng Nai. Hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với bà con là nguyên nhân làm sao mà tôi lại có một cái quy mô, một cái trang trại rộng lớn, mở rộng từ Bắc vào Nam. Dù chăn nuôi bất kỳ loài vật nuôi nào thì quý bà con cũng cần phải bỏ ra một số vốn đầu tư ban đầu nhất định. Nhưng thông thường thì đây là một khoản chi phí rất lớn, bao gồm chuồng trại chăn nuôi và các công trình phụ trợ đi kèm như xử lý chất thải, nhà kho. Nhưng đối với chuồng trại chăn nuôi rúi tại các trang trại chăn nuôi của anh Mạnh thì được thiết kế vô cùng đơn giản và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Không cần đến các công trình phụ trợ cũng như các vật liệu để xây dựng chuồng trại cũng rất rẻ tiền. Thưa bà con, thứ nhất là cái ưu điểm chi phí đầu tư ban đầu chăn nuôi con rúi này ấy, nó rất là thấp. Thứ nhất là làm chuồng, thứ hai nữa là nguồn thức ăn, thứ ba nữa là cái nguồn nhân công. Chăm sóc cái con này rất là nhàn và rất là đơn giản. Trước tiên là cái cách thức làm chuồng thì, như trang trại tôi đây là tôi cũng, bà con nhìn cũng biết rồi đấy, vì cái gạch này ấy, thì tôi mua tiền cái loại gạch thải thôi, gạch lỗi, gọi là gạch lỗi. Ví dụ như bà con ra cửa hàng vật liệu ở địa phương bà con ấy, bà con ra lựa chọn những cái viên gạch bán cho tôi, những cái viên gạch rẻ, gạch lỗi loại 50-50. Nếu mà bà con nuôi coi con rúi mốc đại Trung Quốc này thì bà con chỉ mua cái loại gạch 50-50 thôi. Đấy, thì hôm nay tôi cũng hướng dẫn bà con là như này. Và bà con dùng, trước tiên là bà con dựng cái viên gạch lên đây. Dựng viên gạch như tôi mô tả đây. Dựng lên này. Thì ví dụ, tôi lấy ví dụ là như ở trang trại tôi làm chuồng ấy, thì tôi dùng một cái lọ keo. Trước tiên là tôi dùng một lọ keo 502. Đấy, tôi, đây là ví dụ, đây là tờ giấy bìa nhá. Tôi dựng cái viên gạch này lên chẳng hạn, ghép thành khung chuồng vào nhau, thì tôi giỏ cái lọ keo con 502 vào cái cạnh của cái góc của cái viên gạch này này. Đấy, xong rồi tôi lấy cái giấy bìa tôi ấn nó lại, chỉ trong vài giây thôi thì là nó, cái keo 502 này nó sẽ định hình cho bạn được một cái dãy chuồng theo bạn làm. Sau đó rồi bạn định hình được hết các chuồng rồi ấy, thì bạn dùng cái loại keo silicon A500 nhé. Bà con cứ ra cửa hàng vật liệu xây dựng ấy, bảo là bán cho tôi cái loại lọ keo silicon A500. Cái loại A500 thì nó mới dính được vào các góc này. Thì bà con mua cái loại keo đó, xong rồi các bạn bắn vào các góc, các bạn dùng tay miết như này, cái là vào bốn góc là tầm khoảng một tiếng sau hoặc hơn tiếng sau thì cái chuồng này nó có thể là cứng, có thể là mình ngồi lên được. Đấy, thì nó có thể mình là có thể là thả được con giống và nuôi được con giống. Cái chi phí làm chuồng một cái ô như này chỉ mất có mấy chục nghìn một ô thôi. Thức ăn chăn nuôi luôn là khoản chi lớn nhất nếu bà con nuôi lợn, gà hay nuôi các loài thủy hải sản.
chúng chiếm từ 30 đến 40% tổng các loại chi phí của giai đoạn chăn nuôi. Còn thức ăn của rúi tại trang trại anh Mạnh thì đều là những loại đơn giản, dễ tìm kiếm như chè, mía, ngô. Nếu gia đình không có sẵn thì bà con cũng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ để mua. Thưa bà con, thì còn nói về chi phí nguồn thức ăn thì thú thực với bà con là như trang trại tôi ấy, là một con rúi một ngày nó chỉ ăn hết một miếng tre như này thôi. Một mẩu tre bằng 2 đến 3 đầu ngón tay, dài tầm khoảng 10 phân và một mẩu mía như này. Một mẩu mía như này nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 10 đến 15 phân thôi. Là đấy, mấy này tầm khoảng một chén hạt ngô tầm khoảng 20 hạt. Là con rúi có thể là ăn từ chiều hôm nay, chăn buổi chiều hôm nay đến tận chiều hôm sau chúng tôi mới phải chăn lại bữa thứ hai. Đấy là chi phí thức ăn của con này rất là thấp. Hoặc là bà con có thể là tận dụng những cái thân cây cỏ voi, cây cỏ voi ở địa phương bạn ấy, thì các bạn có thể tận dụng những cái thân cây cỏ voi đó để cũng chặt ra từng mẩu như này để cho cái con rúi nó ăn. Chi phí thứ ba mà bà con cần phải bỏ ra để chăn nuôi rúi đó là chi phí nhân công. 2 tiếng cộng với 2 nhân công là khoảng thời gian mà trang trại anh Mạnh phải bỏ ra để cung cấp thức ăn vào các ô chuồng nuôi rúi. Với quy mô của trang trại lên đến hàng ngàn con thì chúng ta có thể thấy đây là một trong những loài vật nuôi có công chăm sóc rất nhàn hạ. Đương nhiên, trong quá trình chăn nuôi thì bà con vẫn phải để ý quan sát chúng. Nếu có dấu hiệu bất thường của rúi thì bà con có những biện pháp xử lý kịp thời chứ không thể không quan tâm đến rúi hàng ngày. Cái chi phí nhân công ấy thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với bà con là như này. Như ấy, như trang trại tôi nuôi mấy nghìn đôi mà tôi thú thực với lại bà con là tôi chỉ có 2 người chăn thôi, chỉ tranh thủ một tí buổi chiều. Những con rúi thì bọn tôi lại cứ chăn vào 4-5 giờ chiều. Đến tận 4-5 giờ chiều hôm sau chúng tôi mới phải chăn lại. Thì lúc đó là cái chi phí của nhân công rất là thấp. Nó không như bà con là phải như đấy, như trang trại ban nãy tôi cũng nói là trang trại tôi mấy nghìn đôi thế, nhưng tôi chỉ có 2 người chăn là chỉ trong vòng tầm mà tiếng hoặc 2 tiếng đầu, 2 tiếng buổi vào buổi chiều là xong, rất là đơn giản. Đấy. Còn ví dụ như bà con mà chăn nuôi ví dụ như là con lợn, con gà, con vịt hoặc là cái loại con thông thường ấy thì bà con rất là vất vả. Chăn con trâu, con bò đến lúc là phải dầm mưa dãi nắng. Nhưng con này thì bà con là không phải rồi mất quá thời gian nhiều về nó, vì nó cũng rất là đơn giản và dễ chăm sóc. Như vậy chúng ta đã rõ được 3 loại chi phí, đó là chi phí đầu tư ban đầu, chi phí thức ăn và chi phí về nhân công chăm sóc con rúi này đều rất thấp. Trong chăn nuôi nói chung, nếu bà con tiết kiệm được 3 loại chi phí này thì gần như đã thành công được quá một nửa. Ở phần tiếp theo của video, chúng ta cùng tìm hiểu về giá bán, thị trường đầu ra cũng như các yếu tố dịch bệnh tác động đến con rúi này như thế nào. Về giá trị thương phẩm của rúi hiện nay, tại trại của anh Mạnh đang bao tiêu là 650 đến 700 nghìn 1 kg. Vậy khả năng sinh sản của rúi này là như thế nào? Mỗi một đôi rúi sinh sản thì sẽ đem lại lợi nhuận cho bà con là bao nhiêu? Về cái lợi nhuận của cái con rúi mốc đại Trung Quốc này ấy, thì thú thực với bà con là như này. Nó thì là một năm nó đẻ 2 nứa. Đấy, như trang trại tôi ấy, là một năm nó đẻ 2 nứa. Mà mỗi nứa của nó là từ 3 đến 5 đến 6 con cũng có. Có con cũng đẻ 5, đẻ 6, nhưng thường thường là từ 4 năm là nhiều. Đấy, thì một năm nó đẻ 2 nứa. Thì tôi cũng tạm tính là một năm 2 nứa thì mỗi tôi lấy 4 đi. 4 con nứa thì một năm nó một con mẹ nó đã đẻ được 8 con. Đấy. Còn ví dụ như là chăn hàng 80 con này mà chăn hàng thương phẩm. Chăn hàng thương phẩm nhá, tôi ví dụ chăn hàng, tôi không nói là chăn hàng sinh sản, chăn hàng thương phẩm thì nuôi trong vòng 1 năm. Mà một năm ví dụ như mình mà chăn tốt, nó lớn nhanh thì nó có trọng lượng của nó tầm 2 kg hoặc 3,5 kg là có thể là xuất chuồng được rồi. Đấy, như cái giá trị thương phẩm chúng tôi đang bao tiêu hoặc ngoài thị trường ấy là bây giờ là đang 650 đến 700 nghìn một cân, là cái cân giá trị thương phẩm của con rúi này. Tiếp
Tiếp theo là vấn đề đầu ra. Đối với người mới chăn nuôi dúi thì luôn quan tâm nhiều nhất đến vấn đề này, bởi bà con đã vấp phải quá nhiều trường hợp chăn nuôi các loài vật nuôi khác rất tốt mà không biết bán cho ai, hay có nơi bán nhưng giá thành lại quá rẻ. Với chăn nuôi dúi nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung thì bà con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đầu ra, bởi như chia sẻ của anh Mạnh sau đây. Theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi cũng nuôi những con động vật hoang dã này cũng 17-18 năm nay rồi, thì cũng nhiều khách hàng cũng đến bắt con giống của tôi. Ban đầu thì họ cũng rất là lo lắng, họ gọi điện cho tôi hỏi bảo anh ơi, tôi mua con giống của anh thì sau này tôi cái đầu ra của tôi như nào. Thì tôi cũng xin chia sẻ với bà con là như này, tôi chăn nuôi con này mười mấy năm nay rồi, nên là cái ngoài thị trường cái giá cả của cái con giống này, cái giá cả của cái hàng thương phẩm ấy, thì là bà con yên tâm là nó chỉ có đi lên, không mà nó đi xuống. Không như là trước là tôi, ví dụ con dúi này là trước tôi bán thì nó chỉ có cách đây mười mấy năm về trước là tôi bán có 300-400 nghìn một cân là tôi thấy là cũng có lãi rồi, mà không phải đến bây giờ nó tận 650-700 nghìn một cân. Cái lợi nhuận của nó là tôi cũng cảm thấy hài lòng. Còn ví dụ như bà con mà mua cái con giống của tôi ấy, thì bà con cũng về lo nắng là không biết cái đầu ra của ngoài thị trường như nào. Nên là bà con cứ yên tâm là ở trang trại tôi thì nó đã có hợp đồng bao tiêu là cứ 5 năm một. Đấy, bà con bắt con giống của tôi là tôi sẽ ký hợp đồng với bà con ngay lúc đó, ngay thời điểm đó là 5 năm một, với giá chứ cả lúc ban đầu như bây giờ là 600-700 nghìn cân. Một vấn đề vô cùng quan trọng nữa đó là dịch bệnh của loài này như thế nào. Dù chăn nuôi con gì thì bà con cũng phải hết sức quan tâm đến vấn đề này để có được một biện pháp cứu chữa và phòng tránh kịp thời, giảm thiểu tối đa rủi ro cho người chăn nuôi. Với riêng con dúi thì bà con cũng không phải quá lo lắng. Nếu như bà con nắm vững được kỹ thuật chăn nuôi, học hỏi kinh nghiệm đầy đủ thì chăn nuôi loài dúi này không hề khó. Thưa bà con, tôi cũng xin chia sẻ là chăn nuôi cái con này ấy, này thì nó rất là lành. Thứ nhất là nói về bệnh dịch thì bà con cứ yên tâm, nó vẫn giữ được cái gen di truyền của con động vật hoang dã. Nói về bệnh dịch thì gần như là không có. Còn bà con để ý cho tôi là mỗi cái nguồn thức ăn thôi. Tôi ví dụ như là cái khúc mía này chẳng hạn, là ở địa phương bà con ấy, mà bà con trước khi chặt ở vườn bà con về là bà con nhớ cho tôi là dùng cái dao cạo như kiểu là ép mía nước uống ở ngoài quán ấy, là cạo hết cái vỏ cho tôi, cạo hết cái vỏ ngoài đi để tránh được. Nguyên nhân là làm sao tôi lại bảo cạo cái này, là cạo cái vỏ này đi là mình tránh được những cái, thứ nhất là cái con dẹt hoặc là cái vỏ của cây mía nó bị con dẹt nó bám vào đây này, thì con dúi nó ăn vào nó dẫn đến đi ngoài. Đấy, đau bụng đi ngoài. Cái hai nữa là cái tre này nhá. Cái tre thì bà con lên chọn cái cây bánh tẻ thôi. Thì bà con nên nhớ cho tôi là chặt vào những ngày nắng ráo, vào buổi trưa thôi, đừng vào buổi mưa, tránh nước mưa vào, hoặc là sáng sớm sương nó vào thì nó con dúi nó ăn vào nó hay mắc bệnh đi ngoài. Đấy, ba nữa là cái nguồn ngô, cái hạt ngô ấy, thì bà con cũng nên mua những hạt ngô là có nguồn gốc, không bị chất bảo quản ngoài thị trường họ ấy, ví dụ như là chống ẩm này, chống mối này, hoặc chất bảo quản, nói chung là bảo quản. Thì bà con cũng lưu ý cho tôi là cái nguồn thức ăn phải có nguồn gốc, hoặc địa phương nhà bà con trồng được là tốt nhất. Nếu như bà con muốn tham quan, học hỏi và chăn nuôi loài này thì quý bà con hãy liên hệ trực tiếp với anh Mạnh qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc đến với cơ sở chăn nuôi của anh tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.